xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bắc Dương đây. Thì hôm nay mình sẽ làm cái thử thách, đó chính là chạy bộ vào trong nhà bà. Đấy. Thì bây giờ chuẩn bị bắt đầu đây. 1 2 3 bắt đầu. Đấy các bạn thấy mình rất là lắc. Tại vì đường khỏe lắm. Bạn không ổn định nữa. Bà mai em ăn ra ta. Đấy, bây giờ mình sẽ vào. Thì nó sẽ chia thành hai chương nhá. Thì từ từ thôi cho các bạn nhìn được. Thì bây giờ bọn mình đang ở trong nhà bà mình tít đằng kia kìa. Đấy các bạn thấy cục xinh xanh rồi. Đấy nhà thằng cu vịt đấy. Vì đó chính là nhà đã ông rồi. Nhà thằng bạn mình. Hả? Bây giờ mình sẽ chơi trực tiếp. Chị bóng ơi, có bóng điện mày đợi anh rộng. Điện. Con kít điện. Rồi, đã với. Nhanh thằng cu. Come on. Let's go baby. Đoạn này các bạn thông cảm nhé. Tại vì chạy tôi không phải là cầm mà trời ơi. Các bạn đợi cố đợi tí nhá. Mình sẽ để cho màn chính này nha. Mình còn phải những cái tay nha các bạn thôi nhá. Bây giờ sẽ để nhau không đường vào cái nhà ba mình đấy, nha, lên đường vào, gọi thấy chưa? Thôi em đi. Rất là khó để đi. Thằng kia, mình đi nghe. Lên núi. Nhớ kia đi trước rồi các bạn nhỉ? Chạy nó. Thấy đồng mà. Chạy thế nhiều đúng không? Chạy chị. Đó rồi. Chạy con chưa? Có bóng luôn kia anh với. Bóng luôn nữa ta em ơi. Cố chịu thế. Úi dồi ôi thanh niên. Sập mà lờ rồi. Ôi ông kia chắc phải chạy rồi. Đấy từ từ rồi nha. Cho nó cắn nó hết sốt đấy. Mình nấm rồi thấy chưa. Đi nhanh lên đứng giỏ lạ giỏ lọ ấy. Tỷ số rồi. Đây cái thằng Hiếu. Thằng Hiếu lùn kia làm gì ấy? Làm đi. Mau thủ à. Các bạn đợi mình tí nhá. Video kết thúc đến đây thì các bạn nhớ like, subscribe vào channel của mình nhá. Thì tạm biệt tất cả các bạn. Tút.